Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X13 nha mọi người. Đây là cái con X, dòng ThinkPad mà dòng X mà thế hệ 10, Gen 10, i5 Gen 10, chất lượng B360 là mã mình đặt cho nó. Mình sẽ quay rõ cho mọi người xem cái ngoại hình, cái cấu hình và mình báo giá nha. Đầu tiên là nói về cái con X này thì mình thấy là tương đối đẹp. Tại vì là cái này nó thế hệ 8 thì nó sẽ nằm trong X280, X390, sau đó lên thế hệ 10, X13 mọi người. Và cái size của nó là 13.3 inch, cũng rất là gọn đẹp. Và cái trên cái phần vỏ thì mình thấy là không có bị trầy xước hay là cứng móp gì hết. Tuy nhiên nhìn nghiêng thì phải có những cái vệt cũ hằn đã qua sử dụng, hơi bóng, hơi mòn nhẹ. Cái đó là không thể tránh khỏi, cái hầu hết cái con máy nào cũng vậy. Đây là mình thấy cũng tương đối đẹp, nhưng cái con này là đẹp rồi đó mọi người. Cái này thì thật sự là so với cái con X13 thì con này là đẹp. Ngõ sạc Type-C nè, ngõ kết nối Type-C sấm sét. Cái này là ra mạng LAN nè, USB HDMI, tai nghe. Mọi người thấy là cái máy nó đẹp là nó đẹp từ cái góc cạnh cho mọi thứ. Nó sạch sẽ, nó mướt rượt luôn. Đây ha, bên này cũng vậy. Đây bên này ngõ USB ha, rất là sạch đẹp, không hề bị cấn trầy móp gì hết. Bây giờ vô bên trong, bên trong đó mọi người, phím là dường như chưa sử dụng luôn, nhìn rất là đẹp nha, không có bị bóng mòn gì hết. Màn hình này là 13.3 inch, mà màn hình này là HD, không phải Full HD nha mọi người. Nhưng mà của dòng ThinkPad á mà HD nó cũng rất là tươi mọi người, nó rõ nét đẹp chi tiết để mình làm việc ha. 13.3 inch nha, có webcam rồi đầy đủ. Cấu hình là i5 Gen 10 nha mọi người. RAM là 8GB, SSD là 256GB. ThinkPad thì nó chia làm nhiều dòng, nhưng mà nó có thứ tự của cái dòng. Dòng nào là dòng cao cấp, dòng nào là dòng bình dân, nào là dòng như thế nào đó. Nhưng mà dòng X là một trong những cái dòng mà chất lượng đó mọi người. Nó sẽ hơn dòng E, dòng T, dòng L đó. Rồi đây, mình có check cái series. Con này là sản xuất 2021 nha mọi người. Đây nè, người ta mua cái bảo hành nó cũng tới 17 tháng nữa. Nhưng mà máy thì để mọi người thấy là cái gọi là thời gian sử dụng rồi người ta mua bán như thế nào thôi. Chứ còn sự thì mình mua máy cũ mà không lẽ đang qua Nhật bảo hành. Nên là để mọi người thấy được cái series máy, cái máy sản xuất ở đâu và như thế nào thôi. Máy là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi làm gì. Cái này dở cái là màn hình nó là màn HD thôi, không phải Full HD mà zin option nó vậy ha. Có thể bật ngửa 180 độ như thế này ha. Phần phím thì đây mọi người thấy là đẹp rồi. Giờ tới phần chuột. Phần chuột thì cũng tương đối sạch sẽ. Cái bên góc này thì đẹp nè, i5 Gen 10 nè. Bên góc này thì nó cũng đẹp, nhưng mà là do nó cũng dạng như cái này á, là mình nghĩ cái này giống mình nghĩ trong quá trình sử dụng người ta dán gì đó xong người ta có lột ra rồi nó hằn cái vệt bóng lên thôi. Chứ cái này cũng phải là nếu mà gắt tay thì chữ rồi nó phải mòn luôn, mà cái này là không mòn, mòn chỉ có phần này thôi. Cũng không phải mòn nữa mà nó hơi bóng như đó mọi người. Đó, bên này ha, nó có hơi bóng như thế này. Mình không biết quay sao để mọi người cảm thấy bình thường nhất, chứ nó cũng không có bóng quá đáng đâu. Còn ở mấy bên này tới phần phím thì ok, chỗ này hơi bóng nhẹ vậy thôi. Còn lại là hoàn hảo hết. Có cái là màn hình không được Full HD cho nên nó không có được hoàn hảo. B360 là mã mình đặt cho máy. Pin này thì chắc trên 4 giờ mọi người, thoải mái mà xài luôn. Máy nó còn quá chi là cứng cáp luôn. Và mình báo giá 5.2 triệu cho cái con ThinkPad X13 sản xuất 2021 Gen 10 nha mọi người. Ai chốt thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.